mình chết vì người này nhưng người này không bị chết. Chị mới nhận ra một cái điều đó, cho nên là nói ra không nói những cái chuyện không, không vui mà không phải, chị mới tự thấy thương mày, chị thương chị tự nhiên lúc đó chị mới cảm ai nói hết rồi dạ. Chị hiểu rồi, trước đây là chị sống chẳng chị biết rồi tất cả sống như là ai tàn sát chị vẫn sống chẳng, nhưng từ lúc chính ảnh á là anh tán ra một chị một mặt tay chị tỉnh à, thì ra là mình sống chết với người này, nếu như chị mà làm một cái gì mà nguy hại đến ảnh á chị chết chắc với ảnh. Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Rò rỉ đoạn clip bà Phương Hằng thừa nhận bị một người đàn ông tát, có người réo tên ông Dũng là vôi. Mới đây, trên trang Facebook của mình, tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương đã tung đoạn clip ngắn ghi lại cảnh bà Phương Hằng chia sẻ chuyện đời tư với những nội dung gây bất ngờ. Những ngày gần đây, dư luận quan tâm những lùm xùm xoay quanh bà Nguyễn Phương Hằng, vợ đại gia Dũng Lò Vôi, sẽ dễ dàng nhận thấy một tài khoản Facebook có tên Huỳnh Ngọc Thiên Hương liên tục đả kích, bóc mẻ nhiều chuyện đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng. Mới đây nhất, vào tối ngày 7 tháng 5, một diễn biến mới lại xuất hiện trên trang Facebook của mình. Tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương đã tung đoạn clip ngắn ghi lại cảnh bà Phương Hằng chia sẻ chuyện đời tư. Qua cách nói chuyện cởi mở, thoải mái, nhiều người dự đoán đó là những người thân cận với bà chủ khu du lịch Đại Nam. Mình chết vì người này, nhưng người này không bao giờ chết vì mình. Chị nhận ra điều đó, chị tự thấy thương mình. Trước đây chị sống vì tất cả, cho tất cả. Ai tàn sát chị vẫn sống với ảnh. Lúc chính ảnh tát vào mặt chị một bạt tay là chị tỉnh. À, thì ra là mình sống chết vì người này, nhưng nếu mình làm gì nguy hại cho ảnh, chị chết chắc với ảnh. Bà Nguyễn Phương Hằng nói trong đoạn clip. Vì đoạn clip này được cắt ra nên nhiều người không hiểu được bà Phương Hằng đang nói về ai, nói về điều gì. Trong đoạn clip trên có nội dung bà Phương Hằng từng bị một người đàn ông tát một bạt tay, điều này khiến bà Phương Hằng thất tỉnh. Không để cộng đồng mạng phải đoán già đoán non, tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương cho hay, người tát bà Phương Hằng mà bà vừa nhắc đến trong đoạn clip là ông Huỳnh Uy Dũng, Dũng Lò Vôi, chồng bà Nguyễn Phương Hằng hiện tại. Tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương chỉ tiết lộ ngắn gọn như vậy, còn nguyên nhân bà Phương Hằng bị tát thì người này không đề cập đến. Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện, bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự bất ngờ thì nhiều người cũng cho rằng đoạn clip này chưa được xác thực. Những gì tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương đăng tải chỉ là thông tin một chiều, do vậy cộng đồng mạng cần tỉnh táo khi tiếp cận thông tin. Hiện tại, vợ chồng ông Dũng Lò Vôi vẫn đang giữ im lặng, chưa đưa ra bình luận gì thêm liên quan đến đoạn clip nói trên. Trước đó, tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương cũng đăng đàn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng sống bạc bẽo với gia đình họ hàng. Về phía bà Nguyễn Phương Hằng, trong livestream ngày 5 tháng 5 vừa qua, bà Phương Hằng đã lên tiếng về tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương này, không hề nhún nhường hay e dè. Bà Phương Hằng cho biết sẽ vạch trần người này đến cùng, đồng thời khởi kiện người này vì đã bôi nhọ danh dự bà suốt thời gian qua. Chắc chắn tôi sẽ khởi kiện người này bởi vì thời gian qua đã bôi nhọ danh dự tôi vô cớ, bà Phương Hằng khẳng định.